em miếng xuống, xé cho em miếng bánh mì vậy. Rửa mặt cái nè, sáng rửa mặt lần nào na cũng lấy cái tay na che lại hết trơn, mày không có rửa kỹ được nè. Lấy cái tay nó che lại cho lắm đâu cho rửa mặt đâu, rửa hôm nay dơ. Đây này, trời ơi, quăng cái cặp vậy á, học sinh gì đâu mà kỳ cục thiệt chết. Đi lên lớp nè, 55 rồi, đi lên lớp đi, quá trời bạn lên lớp rồi kìa. Kêu bạn kia đi lên lớp luôn, đi lên lớp bạn ơi. Kêu bạn ơi đi lên lớp. Nè mang cặp nè. Dạ. Dạ lớn lên. Nè nói tiếng gió đồ nữa. Hình như bạn kia. Đi đi bạn ơi. Nắm tay bạn ơi. Xui nè như thích bạn này nè. Na thích bạn này. Hình như bạn này. Bạn này chơi trong lớp với Na thường nè. Các bạn này hiền ghê. Bóng đèn hư mọi người. Hư hai cái luôn. Cái này. Cái này nữa. Rồi cái này nữa. Ba cái luôn. Giờ em sẽ thay bóng đèn nha. Mua ba cái bóng đèn này rồi. Nè em sẽ thay nó. Bóng đèn phải tắt. Thay bóng đèn phải tắt cầu dao chứ. Thank you.
đổ mồ hôi. Khủng khiếp thiệt. Nóng quá trời. Xong em cũng có thay được ba cái đèn rồi nha. Dạ em sẽ đi bật cầu dao lên. Hy vọng là sẽ không có một vấn đề gì nha. Ba cái đó sẽ cháy hết nha. Để khỏi phải sửa lại. Làm có mình là nên là phải kỹ mọi người. Ok em thấy cháy rồi nè. Ồ, cháy rồi. Một em cháy, hai em cháy luôn, ba em. Ok cháy hết rồi. Mừng quá, vậy là xong. Thay rất là nhanh luôn á. Nó rớt mấy cái gỡ trên sàn thật cao á. Nó rớt xuống mấy cái dăm vào cái nhà. Quét vô một phơi đồ nữa là xong. Quét gọi đầu. Hết buổi sáng luôn mà trời. Dạ đúng rồi. Chị cũng có một trồng mà sao cái loại chị mua thấy nó không thơm ta? Em mua loại đó thơm không? Chị hỏi mùi này thơm không? Bây giờ thì em gói đơn hàng TikTok shop có thêm một đơn nữa. Xong em sẽ đi gọi đầu em nha. Nãy em đang định đi gọi đầu em chứ có cái chị đó chỉ vô chỉ đi gọi đầu. Sáng giờ nằm thiêu thiêu. Xong rồi thay bóng đèn. Xong rồi xuống hết nhà lau nhà. Bây giờ có đơn hàng. Nãy em mới like em bán được 4 đơn hàng mọi người. Một chai xịt dưỡng với lại chai hai kem mặt với lại một củ kem bơm nhỏ. Cảm ơn mấy chị nha. Nãy em vừa mới like em chốt được 4 đơn. Giờ em đóng gói xong rồi em sẽ đi rước xu Na nè. Hôm nay đóng tiền cho Na. Đóng tiền cho Na, nhanh dơ luôn á. Mới thấy đóng tiền hôm bữa mà hôm nay tới tháng rồi, nhanh thiệt. Quá nhanh. Quá nhanh quá nguy hiểm. Hay tại mình làm ít tiền mà cái tiền xài á thì nó nhanh, nó tiền chơi á, nếu mà tiền mình làm ra thì nó lâu mà cái tiền tới hàng tháng nó thấy nó tới, cái mình thấy nó nhanh. Chị nào mà nắng ấm thì mụn bị tăng nha thì mua kem Nhật xúc nha. Còn chị nào mà da bị đen thì mua kem body xúc nha mấy chị. Cảm ơn mấy chị nhiều nha. Giờ thì bye bye nha. Em đóng gói xong sẽ đi rước Suna. Giờ cũng 4 giờ. Suna ba. Sao? Sao đâu rồi? Nông đừng nãy nha con đó ôm con. Bóp 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 bóp. Cái lên đi. Đi về rước em nè. Đây. Ở lớp của Suna đóng tiền chưa? Đóng tiền học chưa? Không biết. Cô chưa nói mà. Này đóng tiền học của Na rồi đi. Bye bye. Một thái đỏ với một thái xanh đi. Giấy xuống cái gì? Xuống cái gì? Xuống thái xanh. Giờ lấy cho chị thêm một chai thái xanh nữa này cho cô Lan. Mua giùm cô Lan chứ lộn. Một thái xanh. Cái này là cái gì em? Dạ cái đó phơi môn đó chị. Phơi môn thái xanh, thái đỏ, sô cô la, nước xăm mà tạm ừ em bỏ 100 đồng. Em có đem kinh. Ra ngoài này đổ xăng. Tranh thủ ra ngoài này đổ xăng thì mình. Ôi, gần 100.000 luôn hả? Ghê hả? Ghê. Ôi, 100.000. Đi lên trước. Hôm nay mẹ với Sô sẽ đi rước em nè.
đóng tiền cho em Na luôn ha. Không biết cô có danh sách đóng tiền chưa nữa, ý là có giấy để đóng tiền không hay là ngày mai không biết nữa. Ôm xu này nó cao sắp bằng luôn rồi, cái đầu nó như con khùng luôn rồi. Nó kêu mẹ đợi đã, chạy luôn xong. Nhanh lên, nó mang uống trà sữa quá, nó kêu đợi đã. Nhanh lên. Nè, trời ơi, Na đi học vậy Na có bánh luôn ta, giỏi vậy. Của ai? Trời đúng không? Của ai vậy? Cô giáo. Của cô giáo hả? Giỏi ta. Cô Lan đóng cửa hả? Để tí cô Lan về đưa. Ôi, nhiều quá ta, này chắc là sinh nhật của bạn nào quá ha. Nó giỏi quá, nó ra nó bỏ vô cặp nó cả. Ôi trời ơi, nhiều bánh ghê xu. Mở cửa cái. Na giỏi quá ta, đi học đem bánh về luôn. Chị Ngọc qua, chị Ngọc mua hũ gì đây? Ngọc qua, chị mua, Ngọc mua hũ massage. Bye bye chị Ngọc. Bye bye chị Ngọc nè. Nè. Bye bye chị Ngọc nha. Rồi. Dạ. Chủ nhật gặp lại. Ăn cơm thôi. Ăn đi. Na hết đó nha. Dạ. Na nó hết nguyên tố luôn á, cái này của xu. Nếu ăn cơm xong rồi canh. Mẹ lên mẹ quét cái nhà cho em cái ơi, quét cái sân chứ quá trời rồi. Mẹ ơi. Mẹ cho xu với Na đi mua bánh ăn nha. Đó. Đèn của ai? Đèn của xu. Đi. Let's go. Đi hả? Ừ. Chạy. Ủa cô đang đâu hả? Cô đang đi đi đâu rồi? Oh no. Mua. Mua gì? Mua. Mua kẹo. Chú mua cái này. Cái này nữa. Mua cái này đi. Nè. Nha. Cái này. Ờ vậy mua cái này. Cái này đứng là. Nha đòi mua kẹo xì mắt mà luôn. Kẹo xì mắt. Ừ. Có lấy con cái kẹo này. Cái này. Nó 3.000 phải không con? 3.000. Chào con gái. Chào con. Ôi nó. Đi leo con hả? Cảm ơn con. Nó bánh nè. Nó biết về rồi. Gì nè? Nó gì ăn? Dạ dạ. Ồ. Em về đi để chị mua. Con mình này cô. 5k. Cô sẽ mua bịch này ăn. Giờ đi về thôi. Na thì về nhà với mẹ rồi.
Bây giờ thì mẹ Xu sẽ dọn dẹp ban công nha các cô chú và các anh chị. Hai cái cây nó rụng xuống mái quá trời. Mình thứ mấy rồi? Số 2. Quá trời rồi. Quá trời quá đất. Quá trời quá đất na xì rồi. Uống nhiều sữa gì đâu. Giờ em mới tắm rửa vô. Tí sẽ qua bên kia livestream. Ồn ghê á, cái cửa có cái cửa chứ nó đỡ ồn mọi người, chứ còn không có cái cửa nó ồn ghê lắm. Có cái không có cái cửa cái là người ta mở lo lên á, trời ơi. Nhức đầu ghê. Cô chú ơi ngủ ngon. Chúc cô chú các anh chị ngủ ngon. Đúng rồi. Mơ đẹp. Mơ đẹp. Bye bye. Bye bye.